Đây là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng là nó xi mũ sau này nè. Ơi, bữa nãy là đắt lên tới đây, đắt lên ốp lên tới đây trên cây sầu riêng nè. Đó, bây giờ là moi ra, moi xuống mà hiện tại giờ chưa thấy được cái cổ rễ của sầu riêng nữa nè. Quá trời. Duy ơi, làm gì vậy? Lỡ môi ra cây này giùm anh cái, nhanh đi. Bự ha. Bự rồi. Chồng cái này chết. Không thấy được cái cậu rễ luôn mà. Sụt nghiêng, suông quá, cậu rễ. Không có đâu. Làm gì có. Gan à, gan à, ông ốp vô có con gan à, đâu có nhiêu đâu. Bị hình ra tại sao mà nói sau này lớn lên xì mũ hết trơn. Sợ. Có rễ đâu. Ờ si, cây gì mà si. Cây sầu riêng gì mà si nè. Đó, ông trồng gì nè. Gì mà si vậy. Ờ chắc nó không có rễ quá. Từ từ cũng được. Ờ để em lấy kéo móc cho. Để môi lên cho bà con nông dân mình thấy là trồng đó, sau này nè, bởi vì thường thường á nói là Nam nói á, trồng sầu riêng á đừng nên trồng sâu, đừng có ốp đất vô sâu quá. Cái cậu rễ. Nè, xuống tới cái cậu rễ nè, đây nè, nè. Đó. Là đâu có nhiêu đâu, một con gang tay à. Ốp cái này có con gang tay à. Ừ, cái cổ rễ nè, nghĩa là hồi nhỏ này á, hồi nhỏ này ốp vô á thì cứ ốp đi, ốp vô rồi nó đâu có si cây gì đâu đó. Nhưng mà khi mà tới giai đoạn mà mang trái mang bông rồi á là bắt đầu nó sẽ có hiện tượng nó xì mũ, là nó xì kinh khủng lắm. Nên ra khi mà mình ốp đất á, đối với trường hợp sầu riêng á, bà con nông dân mình ốp chỉ ốp cái dòng phành ở bên ngoài thôi, đừng có ốp ngay cái cổ rễ. Tại một số anh em nhà vườn nói là ốp ngay cái cổ rễ á, để nhằm mục đích là cho cái cây mình nó cứng cáp, sau này á, nó mang trái nó ít sẽ bị đổ ngã. Nhưng mà cái vấn đề đó là nghĩ đó là gì là sai rồi. Ốp vô bắt đầu á, sau này cái cây sầu riêng của mình nó thở không được, nó xì mũ từ lưa hộp dưa luôn. Nè, như anh em hiện tại giờ đang moi xuống là nó rơi vào tầm khoảng từ 2 tấc đất. Chưa đấy, bữa nay không có rễ luôn. Cây đó nó xi đó mày ơi. Xi đâu mà xi, cái cổ rễ người ta kìa, xi gì mà xi. Cái lúa cây này đó là anh mua rồi, là anh nhớ là cái bo, từ cái bo xuống là nó khoảng 2 tấc rưỡi. Đây nè, xuống tới cổ rễ kìa. Cái bo nó phải xuống khoảng 2 tấc rưỡi đó, mày đo 2 tấc rưỡi đi là nó ngang cái mặt bầu mỗi lần đó. Rồi thấy cổ rễ nè. Ơ cổ rễ kìa. Rễ nhiều không Nam? Được, rễ cái chà bá luôn á. Con bên à. Đây. Rồi mua về chứ nhầm cây thì thấy rễ dữ lắm, còn nhầm cây tao thấy không có rễ gì nữa.
Không, cái cây lúc mà cái con mình đâu nói được, tại vì cái con là lúc mà trong cái bầu thì nó bắt buộc nó phải vậy rồi, nhưng mà mình khi mình trồng ra ngoài đất thì nó lại khác chứ, càng ngày càng lớn lớn ra nó ra rễ chứ. Nhưng mà đặc biệt anh ốp đất kiểu này hoài là cái cây sầu riêng em thấy không ổn rồi. Cái này móc qua không có rễ. Móc bên đây đi. Kia có rễ. Cái bộ rễ cái nằm phía bên đây nè, phía bên đây nè. Đây. Đây nè. Cái rễ cái nè. Thấy không? Đó, cái cù hũ rễ nè, nằm ở ngay chỗ cái chấn này nè. Làm sao mà mình trồng sầu riêng á để cho nó ló cái cù hũ rễ lên giùm cho Nam đi. Đừng có sợ là cái rễ này nó chết, nắng nó chết này nọ, nó không có đâu, cái rễ này rễ cọc mà. Chủ yếu là mình sợ là mình chỉ sợ cái bộ rễ màng phía ngoài đây nè, nó nóng quá, nhiều khi nó nắng nắng mặt trời nó nóng quá là nó chết ở bộ rễ màng ngoài đây, còn cái cù hũ rễ lúc nào cũng vậy mình phải để cho nó thoáng lên. Hai gan một gan tay của Nam nè. Cái nãy môi ra nè. Trời ơi. Trồng sâu quá sao chịu nổi. Đây nè, cây này nè. Liếp cổ rễ hồi xưa nè. Liếp đất vô nè. Cứ nghĩa là cái mắt ghép nó nằm ngay chỗ khúc này chấn này. Đây. Cái cổ rễ nè, nó ra, nó rễ rễ hồi xưa nó ra đó. Nhưng mà thật chắc cái gỗ rễ nó nằm phía dưới nữa. Nằm phía dưới. Khi mà lớn lên đó, sầu riêng. Đâu nè. Xì mũ. Nó xì ác thiệt, nó xì là xì ngay chỗ cái nách không à. Cái nách nhánh cái không à. Nó xì tét bét luôn. Đây nè. Xưa giờ đi vườn chưa gặp trường hợp xì kinh khủng luôn á. Đây nè, xì nè, xì ngay nách gì không nè, ở trên đây nè, nó xì nè, nách nó nách xì liên sơ miên vậy. Bây giờ là cái này lỡ rồi, bây giờ đang mang trái rồi, chưa xử lý lại được, thu hoạch rồi, chuyến này làm tổng thể là hết, môi đất ra. Nó xì nè, nó xì mũ nè, xì mũ. Xì kinh khủng lắm, nó xì, nói chung là tại do ngày trước là khoảng tầm khoảng cây khoảng 2 năm rưỡi là bắt đầu anh ốp đất lên. Ốp đất lên như cái cây bữa nãy gì đó, ốp đất lên. Thì bắt đầu ngày qua ngày bắt đầu nó liếp cái cù hũ rễ lại. Đây nè, cái này là cái chấn ghép ngày xưa nè. Đó, bây giờ là nó ra cái bộ rễ cái lại. Nhưng mà nó bị ngợp rễ quá, ngợp rễ đầu cây của mình, nó hiện tượng nó đầu xì mũ. Quá trời. Bây giờ là khi mà xì mũ dài dài lên nè, ngay cái nhánh cái nó xì mũ không, thằng ngón thon. Bây giờ là chủ yếu là gì? Khi mà thu hoạch trái xong rồi bắt đầu cạo đất ra. Tại giai đoạn này nó cũng đang mang trái. Mới vừa thủ phấn xong nè. Thủ phấn xong nè. Bây giờ đâu có dám đụng địa vô được. Bây giờ chủ yếu là khi mà thu hoạch trái xong rồi bắt đầu là xử lý liền. Để cho nó phục hồi cây lại, chứ để em chịu cái nhánh cái á, mà nó xì mũ từ từ kiểu này hoài á, là cái nhánh cái hết hết. Hết trơn nhánh cái luôn. Sau này sao có trái. Đắp lên rồi. Đắp lên cụ rễ nè. Quá trời sâu, bởi vì ra cái tỷ lệ mà xì mũ trên cái vườn sầu riêng ngạc nhiên luôn.